Rồi xin chào tất cả anh em nha Đây kéo kéo cái cành đây Anh em khỏi cần ra chợ làm gì hết á Cái giá nó giá rẻ hơn ngàn chợ Anh em ở nhà là nhận hàng thôi Chị cũng đưa địa chỉ để em gửi tới Anh em nhân viên sẽ gửi tới Anh em thử test hàng ok rồi anh em thanh toán cho nhân viên Thì em hôm nay em sẽ test và thử luôn cho anh em xem Báo giá luôn nha anh em Đây là những cái sản phẩm mà bên em đang xài à, Nên anh em hết sức yên tâm đây là những cái hàng em xài em lấy về em giao lưu chứ không phải là cái hàng mà em lấy về đại để em giao lưu nha em Đó. và sẵn clip hôm nay em sẽ báo giá và cũng như là test thử cái báo giá luôn cái kìm này luôn nha cái kìm này tác dụng của nó như thế nào em sẽ làm rõ trong clip này rồi đầu tiên là cái dòng kéo tỉa này muôn thỏa em hay giới thiệu hoài giới thiệu hoài luôn anh em tại vì em thấy nó xài nó rất, rất chất lượng và giá thành rất là mềm luôn nha này kéo này nó có răng chống trượt rất là nhuyễn đây đó. cán bằng inox nha dài hai tức mốt đó. khi anh em mua mua rẻ một cây này á, là 80 ngàn răng chống trượt tác dụng nó như thế nào bấm cho anh em xem đó. trường hợp mình cái kéo mà không có răng chống trượt á nó sẽ bị tụt cái cành về trước nha anh em đó. còn cái kéo này nè cái răng chống trượt này nè đó. nó giữ lại nó không có tụt cái cành về trước được kể cả anh em cắt cành lớn rồi luôn ha, đó cành càng lớn thì anh em cỡ cái đũa là quay về là được rồi nếu mà cành lớn như cái đũa thì anh em cắt sát vào trong là được bấm nó không có tuột cành về trước ha rất là bén và chất lượng ngoài cái việc bấm cành này anh em có thể, có thể sử dụng vào cái việc khác cắt cành cắt tỏi đều được anh em bên bên em vẫn hay để một một cây để nhà xài cắt vải cắt rồi cắt ba cái dụng cụ này kia đó là một dụng trong gia đình à, khỏi mua kéo ngoài cũng được nha anh em ừ, khai rước ok luôn rồi cái kéo này giá bán lẻ thì có 80 ngàn thôi ha khi anh em mua kèm cây kéo cắt này á thì sẽ được bớt 10 ngàn ha rồi cái kéo cắt này là cái dòng này anh em xài rất là bền giá mua lẻ chỉ là 160 một cây thôi và không bao ship ha em sẽ bao ship đơn hàng nào từ 200 ngàn đổi lên cái cây này thì dùng để xả tàn, thao tác rất là nhanh và êm Còn cái cây này thì nó bền Cắt cũng rất là oán Nhưng mà nó không có mướt bằng cây kia Nhưng mà anh em sử dụng để Cắt rễ, xử lý bầu Và ít xài á Thì anh em mua cây này thì nó Bền hơn, nó bền hơn rất là nhiều Nó cùi lắm em, em, em cắt thử một đoạn cành cho anh em xem nha Đó Như cái cành này anh em thấy không Em cắt, rất là nhẹ nhàng, nó ngọt nha cắt rất là ngọt luôn nha anh em này hàng bên này em đang xài em hay xả tàn cắt mai các người ừ, em hay quay á em này em cầm cái kéo này em cắt luôn à xử lý bầu đất á còn xả tàn thì em hay dùng cái kéo đỏ à, đỏ đen hồi nãy á đó, cắt rất là em ha một trăm sáu thôi giá bán lẻ anh em mua một cây em cũng gửi một trăm sáu không bao ship anh em mua kèm cái kéo tỉa này á là nó chỉ có hai trăm ba thôi mà giá em bao ship luôn một cặp này là hai trăm ba nói rõ vậy đó ha hai trăm ba và bao phí ship nhận kiểm tra và thử y chang vậy rồi em thanh toán rồi bây giờ em sẽ thử cái kéo cắt nữa này nha cái kéo tể thì y chang khỏi thử thì thử cái kéo cắt này thôi cái kéo cắt này không phải mẫu sada nha anh em nó là mẫu cái nhật dòng sada nó bốn năm loại anh em dễ nhầm lắm anh em ra chợ mua một trăm hai không có mẫu số 1 đâu không có hàng số 1 đâu không có hàng loại một đâu loại ba không á à, như cái này á là loại một ha à, so, sánh ngang với lại dòng sada của loại một luôn thậm tí cắt nó còn êm hơn nữa form nó gọn hơn chút ha đây đó. cắt rất là êm nha dài hai tức mốt nha anh em ừ. cái này mẫu này thì một loại duy nhất không có mẫu thứ hai không có loại thứ hai ha một cặp này hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi thôi ngoài ra cái kìm cắt nhôm này á đó. em sẽ lấy về để giao lưu thôi chứ là bán không có lời bao nhiêu hết đó. tác dụng của nó nè anh em đó anh em bấm cái kìa, bấm cái dây nhôm trong này nè À, khi anh em uống một thời gian nó siết lại Anh em không cần phải tháo Anh em bấm như vậy anh em bỏ luôn à, Đây là tác dụng để bấm nhôm ha à, 5 ly 6 ly anh em bấm ok Ngoài ra anh em có thể dùng để bấm bằng cành dâm như vậy nè à, Cành lớn như vậy anh em bấm đều được nha à, Ok chưa à, Này có dài có tức rưỡi thôi à, Nhưng mà tác dụng của nó rất là ghê gớm Cái này em giao lưu với anh em là Giá 80 ngàn ha 80 ngàn là anh em mua kèm theo cái bộ kéo đó Rồi anh em sẽ gửi kèm luôn Rồi xin chào hẹn gặp lại